Hơn 4 năm qua, mô hình tổ liên kết nuôi trồng thủy sản xã Đồng Phong, huyện Nho Quan đã giúp các thành viên nắm vững kỹ thuật, mở hướng làm giàu cho nhiều hộ dân. Trước đây, nhiều hộ nuôi thủy sản trong xã Đồng Phong sản xuất mang tính tự phát, thiếu sự liên kết nên hiệu quả kinh tế không cao. Khắc phục tình trạng trên, năm 2016, tổ liên kết được thành lập và nhận đấu thầu hơn 10 ha ruộng cây lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang mô hình nuôi thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả. Hoạt động theo hình thức liên kết nên các thành viên hỗ trợ nhau về kinh nghiệm sản xuất, phòng chống dịch bệnh, vật tư nông nghiệp và tìm kiếm nguồn tiêu thụ nông sản ổn định. Đến nay, bình quân mỗi năm, mỗi hộ trong tổ liên kết thu lãi hơn 100 triệu đồng. Trước tiên là phải xác định rõ là mình phải trực tiếp lao động là một vấn đề rất cơ bản. Cái thứ hai nữa là phải tiếp thu các cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm của tất cả các cái anh chị đi trước cũng như kiến thức trong nhà trường, sách vở để áp dụng thực tế một cách hiệu quả nhất. Đồng thời là mình cũng xác định rõ là công việc và làm ăn kinh tế thì nó không phải là một cái thời gian ngắn mà đòi hỏi phải kiên trì. Để phát triển sản xuất bền vững, các hộ lựa chọn liên kết với doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi và cây giống có uy tín, chất lượng, bảo đảm an toàn nông sản cung ứng cho thị trường.